Ông ở nhà chiên trứng đó. Chuyện nhỏ, không ngon, không lấy tiền. Tôi đi mua bánh mì. Tôi sẽ cho bà ngưỡng mộ tài năng của tôi. Alo, anh ba hả? Em không qua được nha. Ông chiên xong chưa? Bà ơi, tôi đau bụng quá, bà giúp tôi nha. À, giả được cái tích sự gì? Later. Cả nhà tới ăn trái cây nè. Nhân ngon quá mẹ. Có biết công ty trật tự không hả? Để ba mày ăn trước. Ông thử xem ăn ngon không. Ờ, nhà phải có trụ nha con gái. Nho giòn ngọt đó bà. Ông có thấy khó chịu gì khi ăn không? Không có. Ông ăn nhiêu đó được rồi. Con gái giờ ăn được rồi đó. Nho này không có thuốc nha con. Ý bà tôi là chuột bạch thử đồ ăn đó hả? Con gái nhả ra, nhả ra, móc họng liền. Bà làm gì thế ghê vậy? Giờ tôi hiểu rồi nha. À, ông rảnh bài trò quá ha. Trưa nay khỏi ăn cơm.